Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào tất cả các bạn nha. Này có một cái nhà này mình thấy rất là lạ. Của vợ chồng mới lập nghiệp nè, cô chú anh chị. Rất là lạ nên mình đi vô đây mình tìm hiểu coi như thế nào, cô chú anh chị. Ở giữa cái bưng ruộng mặt liêu à. Khu vực xung quanh ruộng không? Thấy cái nhà mới lợp. Hôm qua là nhà này chưa có nóc. Bữa nay nhà có nóc rồi. Ủa nhà này mới lợp hả em? Dạ hả? Dạ hả? Ủa nhà. Trời ơi cái biệt thự nè quý vị. Cái biệt thự triệu đô mấy người giàu làm biết gì làm gì cả biết cái biệt thự triệu đô này. Này hai đứa con em đó hả? Em hả? À được mấy đứa? Con đứa hả? Ông xã làm gì? Dạ. Rồi, hai chồng cưới nhau lâu chưa? Mới được con đứa rồi, giờ ra riêng lập nghiệp đấy hả? Trời ơi, ông xã ông làm gì em? Ủa rồi mình ấy nước gì đấy làm gì vậy? Dạ, cho nó dễ lắm. Rồi dặn cho nó bằng nè. Không có khô, mình mua cái đồ mình đó, cái đó. Trời đất, mình phải tưới nước vậy mình đi dặm vậy đó hả? Dặm cho nó hai vợ chồng ra lập nghiệp với trò vậy đó hả? Dạ. Rồi máy lạnh gắn ở đâu? Trời có máy lạnh. Trời đất ơi. Rồi coi như là hôm qua anh đi ngang anh thấy cái này cái, anh tưởng đâu là cái trò người ta cất để làm gì ai về cái nhà của em á hả? Dạ. Rồi. Trời đất ơi. Rồi em hàng ngày em có làm gì không? Em dạy cho chăm con. À nhỏ mà đi đâu được không? Trời ơi. Ủa rồi cái này hàng ngày là em là ở chung với mẹ ha đâu? À mới tách ra đây hả? Mới tách ra riêng được cái chỗ này vậy đây. À, có vợ là mai hả? Ôi đất này của em hay là em ở đậu của người ta? Ở đậu của người ta đây hả? Không phải ôi cái này mà gió mạnh sao ở dám ở em? Anh cầm anh rung nên nó muốn cái ấy rồi. Ta cho cây mình với tôn này là mình mua hai lần ta cho luôn. À, mấy nhỏ giỏi quá rồi. Nói cho em nó giỏi ghê không? Múc nước. Đi dậm nha. Cái này tôi đi mới được. 100 kg đi mau đi mau dẻ đất hơn chứ ông ốm đi gì chừng nào mới dẻ. À mình đi vậy rồi không rồi ví dụ như là nó dẻ đất lại cho nó bằng lại ha, tức là mình đi cho nó mình tưới nước rồi cho nó dẻ lại nó bằng lại. Trời ơi. Trời ơi lập nghiệp vậy đấy ha, hai chồng ra riêng được nguyên cái tài sản lớn nhất là cái chòi này đó hả? Trời đất ơi tội nghiệp em không? Đâu là vậy là ông xã cũng đi làm dưới này là thường thường là tao thuê cái gì làm em? À xịt thuốc à ngoài ruộng này thì chỉ có nhiêu đó thôi hả? Ừ, làm ở đây được ngày nhiêu em? Ngày 500 mấy à, tại vì ta bước trẻ à. 500 là dữ lắm rồi. À, 200 là dữ lắm, mà đâu có phải là công việc đều hả? Đúng rồi, còn bữa làm thì nó không. À. Làm rau cũng tí có ngàn hay ngàn. Trời ơi. Trời ơi, đi dậm vậy đó. Rồi, ví dụ ra riêng vậy rồi có tài sản gì khác ngoài cái chòi này không? Có nồi niêu son chảo gì không? Đó lúc nào có phải không? À. Dầm đá không? Mày móc ra riêng làm cái nhà bự hơn này chứ hả?
ô ô ô sần dân chúng em, chừng chúng em đi lạ thiệt ta. Mới thấy cái vụ mà làm nền nhà mà làm kiểu này ta. À mình đi mình làm cho chủ yếu là đất nó cứng, rồi mình tưới nước cho nó mềm, cái mình đi mình dậm lên cho nó bấy nhầy ra, cái đầu cho nó bằng lại. Rồi ở vậy đó. Ở ngoài ở đây là cái huyện gì xã gì em ở đây? Đây đó. À. Huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu là ở đây ha. Ủa, ở vùng đây phải nói mà anh thấy đi vô sầu trong đồng này phải nói là khó khăn thiệt ha. Trời mưa là cái đằng đó, trời mưa là đường đó đi đường đâu, lỡ bộ đỡ xe phải lỡ bộ đi. Ừ. Sao có đi đâu? Còn kinh nó thì lục bình. Ừ. Thấy cái kinh nó lục bình đâu có chống ghe chống gậy gì được. Trời ơi, nhà dậm nát chơi luôn hết rồi. Chúng là nó dẻ, nắng vô á, còn gió vô nó dẻ bằng gan rồi. À, vậy đó hả? Dạ. Này, nhìn cái này giống trong cái phim hồi xưa mà cái phim Đất Phương Nam quá ha. Dạ. Dựng cái chòi đồ lên này vậy nè, rồi ở, che nắng, che mưa vậy đó. Thì hai vợ chồng mới có đứa con đầu lòng vậy đó hả? Trời ơi, dễ thương quá trời. Là mấy gài hết tiền mua tạ sữa rồi, cho nên bà khóc hoài. Trời đất ơi. Ừ. Khổ ơi là khổ gì trời. Ừ. Sẵn chú đi ngang, hôm nay chú đi ngang đây nè, chú thấy cái nhà lạ quá, nhìn ngộ ngộ. Vô ấy cái thôi giờ chú cho chú gửi cho em bé 1 triệu đi cho em bé mua tã sữa gì nha. Ừ. Thấy bé dễ thương quá. Dạ hả? Ê. Dạ hả? Ê. Trời đất ơi. Mặt dễ thương ghê hả? À. Như là hàng ngày ở nhà chỉ chăm nhóc thôi rồi chồng con xã đi làm. Rồi nó nhảy nó quậy banh luôn. Cái này gọi là đúng dọc sình luôn nè. Là nó dễ nó bằng là hồng gan à. Ừ. Như là cái này là tài sản lớn nhất của hai vợ chồng ra riêng đó hả? Là có cái chăn chòi nè. Như là cái bài trong bài hát là căn nhà mong ước là cái này đó hả? Phải không? Trời ơi. Nói chung là đi hôm nay đi ngang như vậy thấy cái nó lạ lạ, thấy em tưới nước em đi lạ vậy nè. Thì anh cũng vô anh hỏi thăm gì đó thì cũng có dịp xuống đây chơi đi ngang á mà. Rồi, cũng không có cái gì nhiều thì cũng ít quà vậy đó gửi cho bé nha. Rồi thì cũng chúc vợ chồng có gì đó thì chúc vợ chồng có nhiều tương lai nó tươi sáng sáng lạng hơn ha. Rồi cảm ơn em nha. Anh nuôi qua nhà bạn anh đây. Đây này các chú anh chị. Đó, cái tài sản lớn nhất cái chòi như vậy nè. À, chỉ cái chòi là nãy vô hỏi thăm thì hai chồng ra riêng lập nghiệp thì cũng ở đầu đất của dòng họ bà con gì đó không biết nữa. À, dặm này thấy lạ nói đúng là con người ta người ăn không hết thì kẻ lần không ra. Ở trong cái cuộc sống của mình nó không có cái gì gọi là nó đầy đủ cả. Người thì có quá trời, người thì có cái chòi vậy thôi để bước ra lập nghiệp hai vợ chồng trẻ. Nói chung là nhìn là phải nói sức đầu lòng thì giữa cánh đồng của anh Mong như thế này thì cô chú anh chị. Ở đây là giữa cánh đồng của Phước Long, xã Bạc Liêu nha cô chú anh chị. Anh Mong thênh thang như thế này đây. Nhà coi như không có cửa trước, cửa sau luôn, chỉ có dãy thôi đó. Ôi dạ. Nhìn mà chịu không nổi luôn. Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Xin chào tất cả các bạn. Xin chào tất cả cô chú anh chị. Thì cũng nguyên cái khu này luôn cô chú anh chị. Khu này toàn là nhà lá gì không đây nè. Mà cái khu này là không có điện nha cô chú anh chị. À, không có điện, không có đóm gì hết trơn á. À, cũng giữa cánh đồng đây. À, thấy cái nhà lá. Thấy những cái nhà lá như thế này mình nhớ lúc cách đây khoảng hơn 20 mấy năm về trước. Thì ở khu vực nhà mình thì rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ 20 mấy năm sau này thì kiếm nhà lá thì rất là hiếm, rất là không còn nữa thì phải. Nhưng mà mình về đất Bạc Liêu ở đây thì
thì thấy về cái vùng sâu mà ngoài ruộng ngoài đồng của chú anh chị, thấy những cái hoàn cảnh nhà nhỏ nhỏ như thế này nè, rất là nhiều ha. Thì thôi để đi coi vô nhà trong nhà để coi có gì mà lạ lạ khám phá không, thì để đi vô coi coi như thế nào ha cô chú anh chị ha, để khám phá nha. Để cô chú anh chị ở nước ngoài, những cô chú mà anh chị ở xa đó, là nhìn coi những cái căn nhà như thế này, mình đi xa quê hương mấy chục năm rồi là đã từng đã coi coi là có từng nhớ không ha. Nền đất nha, là nền đất thấy chưa, nền đất nha. Em chào chị nha. Giờ đang đưa con ngủ hả? Nó mấy tuổi rồi chị? Nó 4 tuổi đó hả? 4 tuổi chút xíu vậy? Vậy em cho nó uống lá sữa luôn 15 ngàn đó. Lá sữa đó ông thọ 15 ngàn. Sữa đó đâu có đủ chất nha. Bởi vì mình không có tiền ha. Dạ. Dạ rồi em cắt nhà lên đây cũng này có 2 năm rồi đó. Nhà này nhìn nó muốn sập rồi, này mưa chắc nó dột dữ lắm hả? Mưa dột quá, như là lá người ta cho đó. Người ta lợp rồi nó mấy năm rồi. Người ta bỏ sao mình xin lá cũ về. Mình làm lên. Mình che nắp không ạ? Rồi mưa là phải nó dột rồi. Rồi hàng ngày là chị ở đây chị làm cái gì để sinh sống? Dạ như là chồng em đi làm này làm kia gì đó. Rồi em ở nhà chồng con. Rồi có ốc hái rau, có ai kêu mình á rồi mình cũng bắt ốc hái rau nữa. Trời làm kia gì đó. Nhà là tài sản lớn nhất là cái này hả? Bởi vì cái thức gia này ở ngoài sớm á, để thương người ta cho mà như một bên xài được, một bên xài không được nó hư á. Rồi chứ mình không có thức gia đó. Nó cho mà hư. Nhà trước làm sao trong quẹt vậy đó hả? Dạ, cũng vậy cho. Rồi, đây nè cô chú anh chị. Anh chị nhận toàn cảnh luôn nè. Hai là chồng là tài sản nhớ lớn nhất là cái chòi này hả chị? Dạ, lớn nhất là cái chòi này thôi á. Ở đây là đâu có điện đóm gì vô tới hả? Điện không có chứ anh ơi. Nếu mà mình kéo điện vô đây là nhiều tiền không chị? Em không biết về ốc chứ còn 3-4 triệu gì đó. 3-4 triệu là người kéo vô. Dạ, người ta kéo. Chị không có tiền nấu hả? Điện làm mình nấu ăn đây hả? Dạ, mình nấu ăn đây. Nấu bằng củi hả? Dạ, nấu bằng củi. Chứ sao mình đâu có bếp đâu có mà để ga gì đâu. Không có bình ga. Có thằng con em nữa mà tối thì cho ngủ đất á. Con chị nữa hả? Dạ em hai đứa thằng. Thằng này với thằng kia đó, cái chiếu dưới đây thì tối cho ngủ đất. Đọt kia chạy chiếu dưới đất như nằm thôi hả? Ồ nằm đó có ba cái hơi đất nó lên sao trời, chị gì nói trời. Có gì không có bộ giạc nữa anh. Bây giờ cái này nếu mà có cái nhà thì bộ giạc, nếu mà có bộ giạc em biết để bộ giạc ở đâu luôn á. Dạ. Nhà chật quá trời mà. Dạ. Nếu có bộ giạc thì em dời ba này lại đây cái lầu á. Để bộ giặt đây cho nó ngủ được nữa. Dạ. Anh ơi tới mưa một cái là này không còn. Mưa cái là đây nó ngập ốc chứ. Nhà ốc chứ. Khu vực này là ngập hết dạ, luôn hết hả? Hết luôn. Giống như là nước đủ rồi vậy. Mưa nhà ốc là ngập chứ. Tổng nhà em nè. Tổng vậy đó. Giờ ảnh đi làm vậy là đi làm gì, làm hò hay làm gì? Làm hò rồi cát lúa này ai kêu làm lấy rồi được một ngày được nhiêu tiền chị? Dạ ngày trong ngoài 200 cũng có nữa, cát lúa nhiều mình nhiều ăn nhiều ít ăn ít chứ. Mà đâu phải hàng tháng mình làm hoài đâu anh. Làm thì đồng mà đồng án thì nó chỉ mùa vụ thôi ha, có vụ thôi à chứ không có làm quanh năm. Cái nhà này chị cất mấy năm rồi đó ha. Lá này lá này ở dưới em á là hình như ta không có xài đâu, lá này là lá của dừa nước này là mình chẻ ra thôi đúng không, là mình tận dụng ở mé sông rồi mình chém lên phải không, mình đem lên rồi mình ăn lợp lá này tới rồi thì mình che nắng được này, có mưa mình che rồi được, đâu mưa giọt rồi mất khổ. Cuộc sống khó khăn ghê. Con em phải cho hút chứa bò chứa lâu nè, anh thấy không, cái này người ta cũng cho tiền mua nè. Rồi chồng em làm với dặn như ơn là Hà Lạc mà với sinh hoạt không có đủ nữa đó. Trong ngoài gạo thóc tụi nữa chứ người gạo nhầm kia nè cái tiền 15 ngàn nhầm không có tiền mua không. Những lúc mà không có công việc rồi đó có khi nào là ở nhà đâu hết gạo đâu? Dạ những lúc không có công việc cái có cũng nhầm khi nhịn đói là cái đầu hai chồng bẻ ra này kia ăn đòn vô mà mấy đứa nhỏ làm sao trời đi cũng vậy hả, cũng ăn đòn vậy luôn. Giờ tới 2022 rồi mà vẫn còn là thiếu ăn chứ. Dạ. Làm là coi như là không đủ ăn luôn đó. Dạ. Mấy đứa nhỏ có được đi học gì không chị? Dạ. Không luôn. Dạ con em bự rồi, thằng nó bự rồi đâu có học gì đâu. Không đủ tiền học hay là sao, hay là không đủ dạ, điều kiện đấy? Em nói anh nghe, cái thằng em 17 tuổi đó. Ừ. Dạ. Là như là hồi lúc em chưa gặp ông này phải không, em có chồng
riêng á. À có chồng rồi riêng. Như là ông xã bỏ hầu lúc chưa sanh. Ừ. Rồi em sanh rồi em nuôi tới lớn rồi không ăn học tới giờ. Ừ, cái như là em nó không có ăn học luôn. Dạ. Rồi sau này gặp cái ông này cha thằng này nè. Rồi như là thằng không có cha. À, coi như là con chồng trước của chị nha. Dạ. Hay là con không có đi học luôn hả? Dạ con. À, ở nhà hàng ngày con có phụ nhà được làm gì không? Nói làm hồ nghỉ như ngày nay. À vậy đó hả? Như nó nhỏ quá đó anh. À. Làm hồ cũng tội nữa người. Thì tập chứng làm hồ mà người ta cho. Nói chung 17 thì cũng à, đi ra làm cũng được à, nhưng mà làm thì nó chưa đủ tuổi lao động à, thôi nhưng mà vẫn đi ra đường để mình kiếm sống phụ gia đình được mà. Dạ. Rồi vợ hai vợ chồng hai đứa con là ở chung cái chòi này vậy thôi đó. Vậy là cái bóng đèn này là kẹp đi à, xài bằng gì bình hả? Xài bình đó rồi đốt vậy đó. À xài bình đốt vậy hả? Dạ chứ. Nước này đó mình xài nước dưới đó. À, múc nước cái dưới dây ao đó lên lóng phèn giặt đồ xài nước là lóng phèn lên rồi mình xài. Dạ. Rồi nấu ăn nấu uống nó cũng sinh hoạt nước đó luôn. Nhằm khi mình hết nước mình cũng lóng cũng nấu nước luôn á. À, à. Ở đây là không có nước cây hả chị? Không có nước máy hả? Ừ, đây không điện không có sao có nước đâu, máy có điện đầy đâu. Giữa ruộng cánh đồng bên nông thế này khổ ghê ha. Đó là đi ngang, nói chung là hôm nay á là chờ, em cũng đi xuống nhà người bạn em chơi thì cũng thấy ở đây có nhiều cái nhà lá như vậy thì thôi em cũng vô em tìm hiểu như vậy á thì thôi em cũng không có gì nhiều thì em chỉ chia sẻ cho chị ít để gì có một cái phần quà nhỏ nhỏ của tấm lòng của em ha với mấy chị mấy bà chị của em. Dạ, em cũng cảm ơn anh nhiều rồi. Dạ, cũng tấm lòng của mấy bà chị em không bác gửi thì gửi cho anh chị 1 triệu ha. Đó, chị chịu gì có gì chị mua mấy đồ ăn rồi cho mấy đứa nhỏ ăn thêm nha. Cảm ơn anh và rất cảm ơn mà ở trên đại đồ. Dạ 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 chị không sao hết. Tại vì em cũng lâu lâu về đây chơi với nhà bạn mà thì thấy cái hoàn cảnh nhà lá thì cũng vô chia sẻ gì để biết ha. Dạ rồi cũng cảm ơn chị nhiều ha. Thì có gì thì em cũng chúc chị được nhiều sức khỏe với anh với gia đình mình. Có gì mới nữa thì em sẽ đến chia sẻ với chị hơn ha. Dạ rồi em xin chào tạm biệt chị nha. Rồi, cuối chương trình như thường lệ thì Sơn Sàm xin giới thiệu một số sản phẩm của gia đình Sơn Sàm ở trong cái Zalo này cho tất cả quý vị chúng ta cùng tham khảo. Ở trong cái Zalo này là rất nhiều sản phẩm của Nhật Bản, tất cả là hàng Nhật, chất lượng Nhật 100% made in Japan. Thì đây là sản phẩm của gia đình Sơn Sàm nha, không quảng cáo thuê, quảng cáo mướn cho ai hết nha quý vị. Các anh chị ở nước ngoài thì có thể liên hệ qua Zalo hoặc Viber số này luôn. Đó, các anh chị ở trong nước thì có thể liên hệ qua Zalo hoặc là gọi điện thoại trực tiếp số này gặp Sơn Sàm để đặt hàng. Thì ở trong này nó có cả trăm sản phẩm rất là nhiều, nhưng mà mỗi video thì Sơn Sàm giới thiệu 2-3 sản phẩm thôi để bà con mình dễ dàng tham khảo ha. Đầu tiên thì xin giới thiệu một cái sản phẩm mới nhất luôn, mới nhập về. Đây là cái viên uống hào tươi. À, hào nha quý vị. Viên uống hào tươi nano 5 trong 1, cải thiện sinh lý một cách cực kỳ ok nha quý vị. Đó, này dành cho các cái đấng mày râu. Đó, các anh nào mà sinh lý yếu nha quý vị. Sinh lý yếu. Đó, một hộp này là 120 viên nha. Dùng một liệu trình 2 đến 3 hộp thì thôi rồi. Đó, sáng dậy là phất cờ ha, giác súng chạy vòng. Đó, ông uống bà khen. Đó, mấy bà vợ mà chồng sử dụng cái này rồi thì buổi sáng thức dậy vừa quét sân mà vừa hít sáo là biết rồi. Rồi cực kỳ hiệu quả trong việc cải thiện sinh lý đàn ông nha quý vị. Một hộp này 120 viên em bán 2,1 triệu nha quý vị. 2,1 triệu. Rồi tiếp theo là sản phẩm salon bát đây. Cái salon bát đây, salon bát của Nhật. Nói về salon bát của Nhật thì thôi rồi ha quý vị. Nhất cái răng đó, nó dán là bắt đầu mới dán vô là nó lạnh, nó mát lạnh, bắt đầu là khoảng vài phút sau là nó nóng. Nó nóng cả ngày và đặc biệt là nó dính cứng ngắc, nó không có rớt như là mấy cái salon bát bình thường của mình quý vị. Salon bát của Nhật nè, một hộp này 140 miếng dùng dễ gì hết quý vị. Dùng dễ gì hết, cực kỳ hiệu quả luôn. Đó, đau nhất hay chỗ nào là mình dán vô thì thôi rồi đúng không? Rất là đã luôn. 140 miếng nha. Em bán 590.000, 590.000 quý vị. Rồi. Rồi tiếp theo là đây, cái gel trị hôi nách. À, gel trị hôi nách nha. Đó, các anh chị nào à, bị những cái bệnh về nách, à, bị viêm cánh á, viêm cánh cũng như là dở cái nách lên giống như là kẹp móng cá linh trong đó. Thì đây, sử dụng một liệu trình 2-3 hộp như thế này là đánh tan mùi nha quý vị. Không còn hôi nách nha. Và đặc biệt cái sản phẩm gel này nó giữ được mùi á, nó giữ được mùi tới 48 tiếng đồng hồ luôn quý vị. 48 tiếng đồng hồ nha, không có mùi gì hết nha. Dùng một liệu trình mà gọi là 3-4 hộp như thế này thì nó đỡ 80-90% rồi. Gel trị hôi nách 350.000 một tiếp này thôi, 350.000. Rồi, tiếp theo là gì? Đây cái gel xoa bóp tĩnh mạch. À, các anh chị nào bị suy giảm tĩnh mạch đó, nó tắc nghẽn tĩnh mạch rồi đó, nó bị sưng lên những cái đường
gân máu nó phồng phồng luôn quý vị, đau nhất. Thì cái gel này mình thoa vào cái chỗ mà bị sưng, bị tắc nghẽn tĩnh mạch đó, mình thoa vào mình massage. Đặc biệt cái này mình thoa ngày 3 lần nha. Mình thoa đó mình phải xoa massage cả nửa tiếng đồng hồ, cực kỳ đã, nó làm nới rộng những cái mạch máu mình ra, máu nó lưu thông cực kỳ hiệu quả luôn. Rồi Glucon, cái này là gel suy giảm tĩnh mạch, 750.000, 750.000 nha. Rồi tiếp theo là dầu nóng xoa bóp Yoko Yoko. Đó, các anh chị đi chơi thể thao này hoặc là đi lẫy đi rụng rồi ha. Ồ, đau nhất là bung gân hay kiểu hay là những nấm căng cơ các kiểu đó, mình thoa vào nó nóng đã luôn, dầu nóng xoa bóp nha. Đó, đặc biệt các anh nào đi đá banh nè, đó đá banh thể thao này hoặc là đi lẫy đi rụng các kiểu, dầu nóng cực kỳ đẹp, cực kỳ tốt. Đó, 290.000 một chai, 290.000. Rồi, tiếp theo em xin bán cái gọi là gì? Đây là giảm cholesterol. Đó, cái viên uống này hỗ trợ mỡ máu và cholesterol. Đó. Các anh chị nào mà bị mỡ máu nhiều, mỡ máu cao là mỡ trong máu nè và cholesterol các kiểu đó nha quý vị, thì đây cái viên này, một hộp này 168 viên, 168 viên cải thiện về cholesterol cũng như là mỡ trong máu cực kỳ hiệu quả. Rồi 1.3 triệu nha, 1.3 triệu, 168 viên. Rồi còn rất nhiều sản phẩm ở trong cái Zalo này, các anh chị có thể vào truy cập nha. Các anh chị ở nước ngoài thì mình có thể liên hệ qua Zalo hoặc Viber số này luôn, các anh chị trong nước thì gọi điện trực tiếp số này gặp Sơn Sàm ha. Rồi đây là hàng của gia đình em, hàng của em, kênh YouTube của em không có bán hàng tập bậy, em không quảng cáo chạy cả, em là người chịu trách nhiệm về cái chất lượng sản phẩm. Các anh chị phát hiện hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng thì cứ điện thoại cho em, trả lại cho em hoàn tiền gấp 10 ha. Đó, cả nhà yên tâm nha, yên tâm về chất lượng. Đó, mua ai cũng vậy, mua giùm em cảm ơn. Chúc tất cả quý vị năm mới an khang thịnh vượng, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Hẹn gặp lại trong video sau. Chào tạm biệt.